Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ Sapa, Tây Bắc nước Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay tôi đã ngủ ở tại Sapa một đêm và sáng thức dậy. Đây là ban sáng của Sapa, trời sương mù có mây. Không biết hôm nay đi chơi đỉnh Phan Xipang thì có bị mưa hay không, nhưng bây giờ thì có mưa. Và đây là nhìn từ khách sạn Panorama, nhìn xuống bên phía kia là nhà thờ đá. Đây là toàn cảnh Sapa từ khách sạn nhìn xuống. Sáng hôm nay tôi đi chơi lên đỉnh Phan Xipang thì thấy không khí như vậy, mưa lắc nhắc. Từ khách sạn tôi nhìn thấy nhà thờ đá. Đây là toàn cảnh Sapa. Nhìn rất là thơ mộng và đẹp thưa quý vị. Rất là thơ mộng và rất đẹp. Đối diện tôi cũng là một khách sạn nữa, khách sạn Boutique Hotel. Quý vị thấy sương mù ở tại Sapa, mù mịt như thế đó. Sáng dậy tôi đi chơi sớm, đi Sapa. Hôm nay hơi mưa, mưa lất phất nên phải mặc áo mưa không bị thấm nước và đội mũ. Bây giờ đi xuống lấy vé, đi xe điện lên tới Phan Xipang và lấy xe cáp đi. Trời hôm nay hơi mưa, hy vọng rằng ở trên Phan Xipang không có đến nỗi tệ. Ở Sapa thấy rất là nhiều khách sạn sang trọng, khung cảnh rất là đẹp. Ở nơi đây có thời gian mà đi chơi thì tuyệt vời, nhưng tôi không có nhiều nên tôi đi đôi chút thôi. Ở Sapa là phải dành vài ngày mới xứng đáng được cái tầm vóc của Sapa, nhưng rất tiếc không có nhiều thời giờ. Tôi hôm nay chỉ đi Phan Xipang thôi. Đây là dốc mà trước mặt tôi thì nhà thờ đá. Ở nơi đây thì là trước mặt là nhà thờ đá và là trạm xe lửa nhỏ đó thưa quý vị. Nó đi từ đây ra tới Phan Xipang. Đó là nhà thờ đá. Nhà thờ này ban đêm tôi ngủ 4 giờ rưỡi sáng, 5 giờ sáng là đã nghe tiếng chuông đổ. Tiếng chuông kêu gọi người giáo dân ở đây đi nhà thờ 4 giờ rưỡi sáng rồi, 5 giờ sáng. Hôm nay đi Sapa và Phan Xipang thì có cháu Việt. Cháu nó nghèo lắm, quần áo nó rách rưới. Vậy mà nó cứ thích mua cái loại này, nó đi mới lạ thế. Đi đi Việt, đi được trước đi, chú Hùng quay phim nhé. Đi qua nhà thờ lớn kìa, nhà thờ đá kìa. Cảnh đẹp không? Dạ đẹp. À, vậy đó. Chú Hùng đi tới đâu cái là hết mưa hả? Ở đây là mình phải ở ít nhất 2-3 ngày mới sướng ha Việt ha. Nhưng mà mình không có nhiều thời giờ. Thôi mình đi chút xíu một lần cho biết, rồi lần sau mình dành thời giờ hơn ha. Đây là chợ tình
À, cho tình ha. Cuối cuối tuần á là mấy cái người giao rồi thôi, không họ tổ chức lễ thì đó. Và chỗ này nó có thể là một cái hội trường được. Dạ. Ngoài trời này ha. Love, yêu thương nè. Đằng sau nó là BB Hotel Sapa. Đây là thị xã Sapa. Trong sương mù sáng sớm, chú cháu chúng tôi đi xuống dưới đây để mà đi tham quan thành phố thị xã Sapa đây, và sẽ đi Phan Xipang. À, nó có cái đường này xe lửa nó đi là để là cho đường Phan Xipang đó tôi ơi, đường Phan Xipang. Chúng tôi tới cái nhà mà màu vàng vàng đó đó, thì nó là nơi trạm xe lửa đó quý vị. Trạm xe lửa nhỏ thôi, nó chạy từ đây tới Phan Xipang nha. Đó, Phan Xipang, cái nhà đó đi Phan Xipang. Tôi đang có mặt ở trung tâm thị xã Sapa. Đằng sau tôi là nhà thờ đá. Đây rất là thơ mộng, mây, sương mù, băng sáng. Chúng tôi sẽ đi Phan Xipang, đi xe lửa nhỏ lên tới tận Phan Xipang bây giờ. Tuyệt vời thành phố thị xã Sapa, rất là thơ mộng. Đây là trung tâm thị xã Sapa. Quý vị thấy nhiều xe du lịch, chở khách du lịch là như thế. Người dân tới đây họ đi tới nhà thờ đá ở nơi đây là điểm chính. Vì hồi xưa đây là nhà thờ tụ tập các giáo dân mà người Pháp xây hồi xưa. Đây là thị xã Sapa. Đây là trung tâm của thị xã. Du khách tới đây chụp hình rất là nhiều. Du khách tới đây chụp hình. Ở đây được gọi là giáo phận Hưng Hóa, giáo xứ Sapa, nhà thờ Đức Mẹ Măng Côi, được xây dựng năm 1926, trùng tu lại năm 1995, năm 2007. Và bên này họ có tiếng Pháp, Église Notre Dame du Rosaire. Đây là toàn cảnh trung tâm thị xã Sapa vào lúc sáng sớm mà đã thấy du khách cũng nhộn nhịp rồi. Du khách tới nơi đây cũng khá đông và người người đậu xe xuống đi tới nhà thờ đá, lo chụp nhà thờ đá, chụp hình lấy nhà thờ đá. Du khách ở đây thích nhà thờ đá. Và ở đây có một cái trung tâm đó là chợ tình, nơi mọi người dân tộc tới đây tụ tập vào cuối tuần gặp gỡ nhau. Đây là chữ love. Không, chữ love là chữ yêu mà. BB Hotel Sapa. Sáng sớm ở Sapa, du khách đi rất là nhiều, người người nhộn nhịp. Xa xa đó là Sapa Central Hotel.
tức là khách sạn trung tâm của Sapa. Tôi vào nhà xe lửa để đi Phan Xipang. Nó đề đường Phan Xipang. Ở nơi đây đó là đường Phan Xipang. Tôi đang đi vào. Ở nơi đây. Đây là sảnh của đi đường ray xe lửa. Đây là cảnh ở trong nhà ga. Họ bán đầy đủ đồ, mũ, ô, áo, rất là nhiều. Vì họ dự trù khí hậu ở nơi đây nên họ bán đồ ở nơi đây khá nhiều. Việt ơi, không mua một cái ô à? Dạ. Cháu không mua một cái ô lỡ mà mưa làm sao? Con có cái áo mưa rồi. Con có ô là nó gió lớn nó, à, nó bay hả, đội mũ được rồi ha. Dạ. Đẹp trai như vậy có chừng mưa nó ướt hết là cũng không có được đâu nha. Đây là tàu hỏa mà chúng tôi đi đầu tiên lên tới cáp treo. Nhìn mặt Việt là thấy đẹp trai, đi xe là nó cũng thích rồi ha. Đây xe tàu hỏa đi. Tôi đi vào tàu hỏa đi lên tới cáp treo, để lên tới cáp treo chuyến đầu tiên nha. Tàu hỏa của chúng tôi đã lăn bánh để đi Phan Xipang. Đây là ra khỏi hầm của cái ga xe lửa nha, ga xe hỏa đi Phan Xipang đây. Đấy. Có những người hỏi tôi tại sao chuyến đi này không thấy ông Nam Sơn. Tôi cũng xin trả lời là ông Nam Sơn sức khỏe không có được tốt giống như tôi đâu, nên ông không có đi nổi. Đi như vậy là đi vèo, ông ấy không đi nổi nên ông không có đi được. Sương mù đúng là Sapa phải đi trong cảnh sương mù như vậy. Đây Sapa trong sương mù, ngồi trong tàu xe hỏa đi lên Phan Xipang. Thấy sương mù, nhà cửa nó mù mịt như thế. Xe chạy trong sương mù không thấy được ở ngoài. Đợi khi nào lúc về hy vọng là bớt sương mù thì mới thấy được cảnh ở ngoài. Chứ bây giờ thì mù lắm, không thấy gì hết. Chúng tôi đã tới ga của Phan Xipang, xuống đây rồi lấy cáp treo đi lên. Đây xuống ở đây. Vừa xuống dưới ga của Phan Xipang thì thấy một vườn hoa, hoa kèn rất là đẹp. Cũng mê hoa cho nên thấy hoa là thích rồi. Đây là lối đi vào cáp treo. Bây giờ là lối vào cáp treo. Đi cáp treo lên trên đỉnh núi Phan Xipang. Bây giờ đi cáp treo lên trên núi. Nhưng sương mù chả thấy gì hết. Sương mù không thấy gì hết. Nó có hai đường, một đường bên này và một đường bên này. Nó có hai cáp. Cảnh từ trên cao, cáp treo nhìn xuống. Bây giờ qua mây rồi, thấy được một số cảnh ruộng bậc thang vân vân, rất là đẹp.
và bây giờ cáp treo bên kia đi ngang qua, tức là đường xuống và đường lên. Đường của chúng tôi đang đi là đường lên, về đường bên kia là đường xuống, hai đường. Nhìn thấy các ruộng bậc thang ở đây rồi, đúng là mây, đi trên mây luôn, đi trên mây, đi qua mây nè, núi rồi dưới là mây nè, mây lưng chừng núi, nhìn rất là đẹp. Mặc dầu ở ngoài hơi mưa một chút nhưng mà nhìn vẫn đẹp. Mây nó bọc chung quanh cái núi này giống như một dòng suối chảy nè. Cáp của chúng tôi đang đi lên đỉnh núi Phan Xì Phăng. Ở ngoài hơi mưa một chút nhưng chỗ này thì đã thấy sáng, thấy được cây của núi. Cáp đang leo lên đỉnh núi, chúng tôi nhìn lại thấy mây và bây giờ là mưa. Mây và mưa. Từ ở đây nhìn thấy thác, thác này nhỏ thôi nhưng cũng đẹp. Hai thác là một thác, hai thác nước. Ra khỏi xe cáp thì phải đi cầu thang, trời mưa và gió sợ nó bay mũ nên phải giữ cái đầu cho chắc ăn. Bây giờ leo lên đỉnh Phan Xì Phăng. Ở lưng chừng núi có chùa thờ Phật Bà Quan Âm. Chúng tôi vào vái ba vái và trời đang mưa, sương mù, không có quay cảnh được đẹp. Đây ở lưng chừng núi có chùa thờ Phật Bà Quan Âm. Bây giờ sương mù, không thấy cảnh bao nhiêu hết. Nhưng đằng sau tôi, thưa quý vị, là cổng Tam Quan. Ở trên lưng chừng núi, gió, mưa, sương mù. Đây là đường lên đỉnh núi Phan Xì Phăng. Giờ mới được nửa đường. Đây là một buổi cáp xe lửa đưa chúng tôi lên trên đỉnh núi Phan Xì Phăng, là nơi gặp gỡ đất trời. Đây là có cột cờ. Cửa ra ga Chúc Mây nằm bên tay trái hướng tàu đang di chuyển. Cột cờ ở trên nhưng mà sương mù và mưa quá không có thấy. Đó là cột cờ rồi đó. Trên đỉnh núi Phan Xì Phăng. Tôi đang đứng trên đỉnh Phan Xì Phăng. Đằng sau tôi là biểu tượng và đằng sau nữa là cột cờ. Trời mưa, sương mù nhưng rất vui khi được lên trên đỉnh núi này, rất cao, hơn 3.000 mét, 3.147 mét, là vùng đất linh thiêng, là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, rất là tuyệt vời, là vùng đất linh thiêng nơi đây. Phan Xì Phăng, tiếng bản địa có tên gọi khác là Hủa Xì Phăng, nghĩa là phiến đá khổng lồ, chênh vênh với độ cao 3.143 mét, hiện đã cao thêm 4.3 mét, tương đương là 3.147.3 mét. Đây là ngọn núi cao nhất của cả ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Tư giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phan Xì Phăng là ngọn núi cao nhất trong ngàn vạn
ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, chính là đại huyệt mạch của quốc gia, suối nguồn linh khí của dân tộc, mang ý nghĩa thiêng liêng với những người con đất Việt. Phan Xipang được hình thành vào khoảng thời gian giáp ranh giữa hai kỷ Fermi Trias của đại cổ sinh là Paleozoic và đại trung sinh là Mesozoic, cách đây 260 triệu cho đến 250 triệu năm về trước. Ngọn núi thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Lịch sử ghi nhận lần đầu tiên người Pháp đặt chân đến đỉnh Phan Xipang là vào năm 1905 và phải chờ đến gần 80 năm sau, vào năm 1984, đỉnh Phan Xipang mới được định danh bởi chóp tháp ba mặt bằng chất liệu Gira, loại hợp kim nhôm có độ bền cao, được các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đặt trên đỉnh Thiên Huyền Thoại. Và đây là đỉnh chóp của Phan Xipang, thưa quý vị. Đây là đỉnh chóp của Phan Xipang. Đằng sau là cột cờ linh thiêng của tổ quốc chúng ta, là cột cờ cao nhất của đất nước. Đây là Phan Xipang cao 3.147 m, là cao đất nước, cao nhất đất nước của chúng ta. Tôi đang đứng ngay tại đỉnh Phan Xipang. Tôi đang tới ngọn cờ cao nhất của đất nước ở trên đỉnh Phan Xipang, cao 3.143 m, thưa quý vị. Nay đã thêm được 4 m nữa, gần 4 m nữa là 3.147.3 m. Đây là cột cờ cao nhất của đất nước của chúng ta. Hôm nay mưa nhiều lắm, không có thấy được, cũng không có treo cờ là vì lý do đó. Đây là cột cờ cao nhất của đất nước. Rất là lớn và sương mù nên tôi không thấy được cảnh ở chung quanh, thưa quý vị. Cũng xin đi một vòng chung quanh cột cờ để gửi đến tất cả quý khán giả của tôi đỉnh núi Phan Xipang như thế nào. Mưa quá, tất cả điện thoại ướt hết. Thôi xin chào đỉnh Phan Xipang. Đi như vậy thấy có mây và bị dính mưa gió thổi ào ào, nhưng cũng rất vui là được lên tới đỉnh cao nhất của đất nước và của Đông Dương, 3.147.3 m. Chào Phan Xipang. Đã lên tới đỉnh Phan Xipang, mưa gió, sương mù. Rồi bây giờ đi xuống thành phố Sapa, về khách sạn để đi về Yên Bái. Vậy là cũng xin chào Phan Xipang và cũng xin chào Sapa. Hẹn gặp quý vị khán thính giả trong chương trình sau. Bye bye Sapa. Bye bye Phan Xipang.